Camera hành trình Yutour C2L với chất lượng ghi hình lên tới là 4K Ultra HD cùng tích hợp công nghệ AI ADAS hỗ trợ lái xe an toàn vô cùng tuyệt vời. Và ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chúng ta có thể trích xuất và tải video về điện thoại một cách nhanh nhất. Với các thiết bị iOS, chúng ta sẽ cần truy cập vào App Store để tải ứng dụng có tên là Yutour Go. Tương tự với các thiết bị sử dụng Android, chúng ta sẽ vào cửa hàng CH Play. Tại đây thì chúng ta sẽ cần tải ứng dụng tên là Yutour Go với logo chữ trắng nền đen. Ở đây thì mình đã tải về rồi. Sau khi ứng dụng được tải về, chúng ta sẽ truy cập vào. Để có thể sử dụng được ứng dụng này, chúng ta sẽ cần phải kết nối với Wi-Fi bằng cách ấn vào thêm thiết bị này. Sao chép mật khẩu và kết nối với Wi-Fi. Mật khẩu ở đây đang hiển thị đó là từ 1 đến 8. Đó. Các bạn sẽ truy cập vào Wi-Fi có tên bắt đầu bằng Yutour và nhập mật khẩu như vừa rồi mình đã hướng dẫn. Rồi chúng ta sẽ truy cập vào thiết bị này. Đó, lập tức thiết bị sẽ kết nối ngay với điện thoại của chúng ta. Và chúng ta sẽ ấn vào album thiết bị để xem các cái video hành trình. Tại đây thì rất nhiều những cái video hành trình đã được ghi lại từ camera trước. Đó. Thì chúng ta sẽ có thể xem trước bằng việc là ấn vào bất kỳ những thước phim nào và bạn mong muốn. Các bạn sẽ lưu ý ở phần về thời gian cũng như là giờ để chúng ta xem được chính xác những cái thước phim mà chúng ta cần. Và khi mà lựa chọn được cái thước phim mà bạn cần thì bạn sẽ ấn vào lựa chọn này. Bấm chọn vào cái thước phim mà chúng ta muốn tải về và sau đó ấn tải về. Tất cả đều bằng hướng dẫn tiếng Việt, rất là dễ sử dụng thôi. Đây là phần mà chúng ta sẽ chụp hình ảnh này, sẽ lưu vào đây này. Còn video khẩn cấp sẽ được lưu tại đây. Đó, tương tự, chúng ta sẽ chỉ cần ấn vào lựa chọn và chọn cái thước phim mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như mình vừa có tải về một số những cái video hành trình thì nó đã xuất hiện ở đây. Nó rất là rõ nét này. Mình sẽ quay ngang màn hình này. Ở đây thì các bạn thấy là một cái góc rất là rộng nhé. Đó, nếu mà các bạn có thể so sánh với các cái thiết bị cam hành trình khác xem là cái góc mở nó như thế nào so với Yutour C2L. Và đây chúng ta còn có thể zoom để nhìn rất rõ biển số xe này. Một góc rất rộng để chúng ta có thể bao quát được tới 6 làn đường. Nên là mọi những cái diễn biến trước đầu xe của chúng ta sẽ được ghi lại một cách rõ nét nhất có thể và rộng nhất. Với góc video thì chúng ta sẽ có các cái chỉ số về thời gian, về tốc độ tại thời điểm mà chúng ta đang di chuyển và tọa độ. Đây là những cái thông tin vô cùng quan trọng để chúng ta trích xuất video hành trình. Và để kiểm chứng cho chất lượng video thì chúng ta có thể xem ở đây 4K 3840x2160 pixel, khung hình tốc độ là 30. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tải về điện thoại video hành trình từ thiết bị Yutour C2L. Và mình sẽ còn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về hướng dẫn cách để chúng ta có thể tùy chỉnh cái tính năng cảnh báo ADAS ở trên thiết bị này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.